Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần năm 2022, chiều ngày 18 tháng 1, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, làm trưởng đoàn, đi thăm và chúc Tết các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Gia Việt, Công ty may Tân Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Nam Thành. Tại nơi đến thăm, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động, đồng thời ghi nhận những kết quả mà các doanh nghiệp đã góp phần xây dựng thành phố trong năm qua. Trong năm 2022, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động tại các doanh nghiệp. Được biết, đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động thành phố đã chi trợ cấp cho đoàn viên người lao động với tổng số tiền trên 930 triệu đồng, trong đó chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 là 590 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nhâm Dần trên 270 triệu đồng, hỗ trợ cho 210 đối tượng với tổng số tiền trên 65 triệu đồng. Dịp này, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tặng quà và chúc lãnh đạo và công nhân các doanh nghiệp đón Tết Nhâm Dần năm 2022 vui tươi và đầm ấm.